về vé dở mộng vì ôm vé Blackpink. Những ngày qua, thị trường mua bán vé và phụ kiện Lightstick gậy phát sáng dùng trong các concert diễn ra sôi nổi trước đêm lưu diễn của tour bong binh của Blackpink tại Hà Nội. Dở mộng ôm vé. Sau khi có thông báo chính thức từ công ty IG Entertainment, hai đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Vào trưa ngày 7 tháng 7, chỉ sau vài phút mở bán, hai hạng vé thấp nhất là kép 5, 1,2 triệu đồng và kép 4, 1,8 triệu đồng. Nhanh chóng được sold out, bán hết. Hạng vé VIP có giá 9,8 triệu đồng cũng được thông báo hết ngay sau đó. Tính đến thời điểm hiện tại, vé trên ticketbs.vn vẫn đang trong trạng thái chờ người hâm mộ mua. Cụ thể, ba hạng vé ở mức trung bình có dao động từ 5,8 đến 7,8 triệu đồng. Đối với những hạng vé này, người mua không cần chờ đợi xếp hàng hay lo lắng sập web mà có thể tự do truy cập cũng như chọn hạng vé một cách vô cùng dễ dàng, thảnh thơi. Lợi dụng sức nóng của concert, nhiều người tranh thủ ôm vé sau đó chào bán với giá cao hơn để kiếm lời, nhưng không lường trước được tốc độ tiêu thụ vé lại chậm hơn so với dự kiến. Chị Trần Thùy Trang, 26 tuổi, Hà Nội, người kinh doanh vé concert bóp nhiều năm cũng chật vật vì lỡ ôm quá nhiều vé. Như mọi lần, tôi săn vé và lấy công từ 300.000 đến 2 triệu đồng mỗi vé tùy hạng, nhưng giờ tôi buộc phải chào bán giá gốc. Tôi đã chào bán trong rất nhiều hội nhóm nhưng vẫn không tìm được khách, chị Trang bộc bạch. Tương tự, chị Đỗ Phương Anh, 22 tuổi, Hà Nội chia sẻ, do có việc bận đột xuất nên tôi không tham dự được. Suốt mấy hôm nay, tôi đăng bài nhận lại vé VIP với giá 9 triệu đồng, giảm gần 1 triệu so với giá gốc nhưng không ai mua. Sở dĩ, việc khó bán lại vé là do ban tổ chức không phát hành vé giấy, chỉ phát hành vé dưới dạng mã QR code. Nhiều người lo ngại họ sẽ bị lừa bởi người bán có thể sẽ gửi mã này cho nhiều người, khiến những người đến sau không thể vào concert vì trùng mã vé. Bên cạnh đó, số lượng bán lại vé quá đông khiến người hâm mộ hoang mang khó phân biệt được phe vé với người có nhu cầu nhận lại vé. Hơn nữa, sau khi có một số thông tin cho rằng nhóm nhạc sẽ không có sound check cũng như chỉ diễn vỏn vẹn 13 bài hát, một số khán giả quay xe vì cho rằng giá vé quá cao. Chị Thu Hiền, 24 tuổi, Hà Nội, có kinh nghiệm xem tour diễn của một số nhóm vấp cảnh báo, hiện giờ, trên các diễn đàn, hội nhóm có nhiều người trao bán giá rất thấp, đánh vào tâm lý ham rẻ của các bạn sinh viên để lừa đảo. Chỉ còn 3 tuần nữa là tới World Tour Bong Binh, tôi nghĩ mọi người nên thận trọng khi giao dịch, thậm chí yêu cầu người bán dẫn qua cổng shop vé mới thanh toán. Lightstick Blackpink giá trên trời. Bên cạnh sự sôi động của thị trường mua bán vé, các phụ kiện liên quan đến Blackpink như Lightstick cũng được săn lùng rầm rộ. Phụ kiện gây cổ vũ này không còn xa là gì đối với những ai yêu thích văn hóa thần tượng Hàn Quốc. Hầu hết nhóm nhạc pop đều có Lightstick được thiết kế riêng với hình thù và màu sắc đặc trưng. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi đây trở thành món đồ nhận được sự quan tâm hàng đầu của người hâm mộ trước thời điểm Blackpink về Việt Nam biểu diễn. Hơn nữa, theo thông báo từ ban tổ chức, Lightstick giả sẽ không được phép sử dụng. Do đó người hâm mộ không còn cách nào khác đặt hàng chính hãng để tham dự buổi concert một cách trọn vẹn. Sẵn sàng mở hầu bao chi 990.000 đồng mua Lightstick Blackpink chính hãng của Hàn Quốc, bạn trẻ Đào Minh Như, 20 tuổi, Sóc Sơn cho biết, em đã hâm mộ Blackpink từ rất lâu rồi, đây còn là lần đầu tiên nhóm trình diễn tại Việt Nam sau 7 năm debut. Em nghĩ đây sẽ là một cơ hội vô cùng hiếm hoi và nhất định phải đi. Mà một khi đi đua idol sẽ không thể thiếu Lightstick bởi nó khiến buổi concert trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Vậy nên bằng giá nào em cũng phải mua một chiếc Lightstick cho riêng mình. Nhờ có sự kiện bong binh của tour mà dịch vụ nhận đặt hàng Lightstick Blackpink bất ngờ nở rộ. Các trang nhóm lẫn phần bịch lớn hay thậm chí cả những trang bán hàng online đều tranh thủ nhận order với giá từ 850.000 đến 1 triệu đồng mỗi chiếc. Bên cạnh đó, có người còn mở dịch vụ cho thuê với giá dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Chị Mai Dung, 21 tuổi, Hà Nội, một người chuyên gom order quần áo là một trong số đó. Nhận thấy sức nóng của sự kiện Blackpink về Việt Nam, chị Mai Dung quyết định gom bán Lightstick với yêu cầu khách cọc trước và sau 7 đến 10 ngày trả hàng. Trên các sàn thương mại điện tử, Lightstick giả cũng được giao bán tràn lan với đa dạng mẫu mã. Giá thành thấp hơn so với hàng chính hãng nhưng không có tính năng đổi màu và chức năng kết nối Bluetooth như bản gốc.